Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có hai cái chiếc máy iPhone 12 và iPhone 13 thì mình muốn thực hiện speed test để xem thử là chiếc iPhone 13 có thật sự mạnh hơn đáng kể so với iPhone 12 không. Thì đây cũng là một chiếc flagship của Apple năm ngoái rồi thì sẽ có nhiều thắc mắc là iPhone 12 không biết có nên nâng cấp lên iPhone 13 không, thấy hiệu năng cũng rất là mạnh rồi. Thì để mà giải đáp thắc mắc đó thì mình sẽ speed test thực tế cho các bạn xem cái khả năng chạy app, load app như thế nào nha. Ok, mình đã có hai chiếc máy iPhone này thì các bạn nhìn ta thỏ cũng biết bên nào là 13, bên nào 12 rồi. Thì đây là một số ứng dụng mình cài sẵn trên hai máy, bao gồm game nè, mạng xã hội cũng như là app chỉnh sửa hình ảnh video. Thì các bạn nhìn vậy ít vậy thôi nhưng mà nó vẫn đủ để cho chúng ta speed test ngày hôm nay, đừng lo. Cả hai đều không có chạy nền gì nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với ứng dụng đồng hồ nha. Đó, mình sẽ vô cái gì đó đi, bấm cộng đi. Rồi, tiếp theo là những ứng dụng lịch, nó rất là cơ bản thôi. Đến Facebook, bây giờ mình sẽ thử đăng gì đó nha. Đó, cứ để vậy thôi. Instagram, Instagram thì mình sẽ vào thử một cái post nào đó. Vào chung một post đi. Vẽ này chẳng hạn. Vào đây, vào phần comment nè. Ok, đến YouTube. Thì YouTube thì mình sẽ chạy video thôi. Rồi, để đó. Đến Snapseed thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa hình ảnh trên hai cái chiếc máy này. Sẽ cộng nè. Mình sẽ tìm hai bức hình có chung đây đi. Để xem nào lót hình ra trước nha, như nhau. Ok, mình sẽ cho hiệu ứng nè. Đó, áp dụng hiệu ứng tool. Rồi. Mình sẽ tăng cái mức sáng đi. Tăng lên là 34 à. Bên này cũng vậy, 34 đi. Để đó. Ok. Tiếp tục đến VSCO thì cái này ứng dụng chạy cái filter. Bây giờ mình cũng chỉnh sửa luôn. Edit nè. Đó, mình để filter đi, để cái A2 đi. Rồi. Sang Lightroom, Lightroom cũng chỉnh sửa hình thôi. Không gì hết. Rồi thì đây là hai bức hình lần cuối mình chỉnh sửa. Thì vào app nó vẫn tiếp tục cho chúng ta. Giờ mình đã chỉnh sửa bấm hai cái phần auto lên rồi. Đó. Nó tự như nhau. Cùng một bức hình nha các bạn. Chụp từ một máy luôn nha. Không lo về data hình. Rồi đến iMovie thì bây giờ mình sẽ thử chèn video thôi. Rồi xuất ra ngoài. Đó. Bây giờ mình sẽ kiếm video đi. Xem video lần cuối mình quay là khi nào ta. Đây, video 26 giây nè. Đây đi. Rồi, thêm một video khác nữa. Chèn vô cho có thôi. Đây, video 28 giây đi. Đó, create movie. Bên này sẽ lấy từ iCloud, không sao. Chúng ta quan trọng là so sánh cái khúc mà lát nữa xuất video hoặc là load lại app. Ok, bây giờ đã có hai video. Rồi. Vẫn cứ để đó. Và Subway Sub, đây là một tựa game đầu tiên. Các bạn lưu ý nha, là mình hạn chế vào những game online. Tại vì nó sẽ cần tốc độ wifi để mà load lại, để mà thực hiện mở app, cho nên là sẽ rất là khó so sánh. Nên mình vào những game nhẹ nhất thôi. Cho chạy nè. Ok. Đến Temple Run. Ok. Tương đồng nhau, không sao hết. Rồi cho chạy. Hungry Shark. Rồi, để xem bên nào lock. Ồ, bên iPhone 12 lock nhanh hơn nè. Bên này thì mình cảm thấy màn hình đen một chập. Không biết có thể tùy app, tùy nhà phát triển làm app nó như thế nào. Ok, đang lock vào game thì iPhone 12 cũng vào trước. Let's go. Play. Rồi, đến Achero. Bên này bấm sâu một tí mà không sao, coi như chấp đi. Bên này vẫn đang đợi. Này, bên này vào game rồi. Rồi ok, Achero. Bên iPhone 12 có vẻ lỗi gì đó. Chưa lót vào được. Sẽ vào lại nha. Rồi, cho chạy. Ok, rồi.
Nói chung là cả hai máy mình nghĩ là cái tốc độ mở app rất là nhanh, tương đồng như nhau. Quan trọng là cái phần lót thôi, cả hai đều có 4GB RAM nha các bạn. Năm nay Apple không có tăng RAM trên iPhone 13. Rồi, chạy Zombie Tsunami. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái mục lót lại ứng dụng, bắt đầu từ cái giờ nha. Nói chung mấy cái này chẳng lót lại đâu, rất là bình thường. Facebook nè, vẫn còn status nè. Instagram vẫn còn trong bài post đó, dùng vẫn rất là tốt. YouTube vẫn còn trong video. Snapseed, Snapseed cả hai đều lót lại cái hình ảnh hết. Không có Snapseed, cả hai, xin lỗi các bạn, là cả hai đều lót lại app, không có tiếp tục phần hình ảnh cho mình. VSCO thì bên iPhone 13 vẫn tiếp tục cái reset cho mình chỉnh sửa, còn bên iPhone 12 thì lót lại. Ok. Rồi, cả hai Lightroom đều chạy lại bức hình, không sao hết. iMovie vẫn còn đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc xuất iMovie. Bấm đinh nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm đây, save video. Để xem cái tốc độ xuất video của hai cái chiếc máy này, máy nào nhanh hơn. Cả hai đều không phải lót lại. Rồi mình thấy hai cái thanh chạy như nhau đó. Chắc là cũng sẽ tùy cùng một lúc thôi, tại vì hai file như nhau mà. Quan trọng là máy nào xử lý nhanh hơn thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ là tương đồng nhau thôi. Rồi bên này có vẻ nhanh hơn nè. Video, hai video đều quay cùng định dạng nha các bạn, cùng video luôn. Không có app filter gì hết, mình cứ để đó mà mình xuất thôi. Rồi, bên iPhone 12 nhanh hơn chút xíu. Đó. 13 thì chậm chặt cỡ 1 giây. Subway sub. Rồi lót lại cả hai máy nè, thấy không? Chạy video cái là lót lại nè. Rồi, như nhau. Temple Run. Oh, Temple Run, iPhone 12 vẫn còn, iPhone 13 phải lót lại. Oh, rất là bất ngờ. Hungry Shark. Hungry Shark, iPhone 12 còn, iPhone 13 lót lại. Ok. Achero, iPhone 12 còn, iPhone 13 lót lại. Oh. Game cuối cùng, cả hai đều lót lại. Ok. Như vậy thì có thể nói là trong cái bài speed test này tuy là ngắn thôi nhưng mà iPhone 12 vẫn thể hiện rất là tốt. Thậm chí trong cái mục lót lại vẫn rất là ổn định. Các bạn lưu ý là cả hai đều cùng cập nhật là iOS 15 nha. Đó. Không có gì cản trở cả. Và mức pin đều trên 50% nên mình nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng trong cái vấn đề speed test này. Rồi mình đã quyết định sẽ test thêm một lần nữa để mình tránh cái kết quả lúc ban nãy là gọi là kết quả nhất thời. Cho nên là tốt nhất là speed test thêm lặp lại nữa để xem thử là có sự khác biệt gì không. Chứ nãy giờ là iPhone 12 đã thắng rồi đó. Rồi thì mình đã thoát hết tất cả đa nhiệm và mình sẽ bắt đầu lại với lại ứng dụng Clock này. Rồi nó sẽ lưu lại cái hồi nãy. Rồi lên Facebook thì mình cũng vào status luôn. Đó. Instagram mình sẽ vào cái box mục tiêu. Chọn mục tiêu. Và comment. Đó. YouTube mình sẽ cho chạy video. Snapseed mình sẽ chỉnh sửa lại bức ảnh. Nhưng mà chọn một bức ảnh khác đi cho kết quả nó. Rồi. Ok. Hơi khác chút xíu mà chắc không sao đâu. Mình sẽ để cái filter này, rồi một số cái tăng sáng một xíu. Tăng lên. Rồi, tiếp đến VSCO mình cũng sẽ thêm cái bấm luôn. Rồi, thì bị mình lấy hình ảnh nữa lên. Rồi, thì đến Lightroom. Thì thường Lightroom sẽ lưu lại cái bức hình gần nhất mà chúng ta chỉnh sửa. Đó, chứ không phải là mất hết. Cho nên là cái này mình vẫn tiếp tục để, mình sẽ cố tăng sáng chút xíu. Rồi, đã khá đi. iMovie này mình sẽ tiếp tục làm cái video như lúc nãy cho các bạn xem. Mình sẽ thêm cái hai cái video mà mình đã quay. Nhưng mà hàng xong đây mình lại video 28 giây, tương tự như bên này. Ok, create. Đó, rồi, thì nữa chúng ta sẽ export sau, chạy lại game Subway Surfer. Tốc độ mở cũng tương tự nhau, chỉ thôi. Thì Temple Run mình sẽ mình lock nhanh hơn nha, iPhone 13 nhanh hơn. Đó, nhanh hơn chút xíu. Không chạy nha. Hungry Shark. Đó, iPhone 12 nhanh hơn. Thì cái Hungry Shark mình để ý là cái iPhone 13 nó bị đen bởi ban đầu. Đó. Chạy đi. Ok. Achero. Nghe này tương đồng nhau thôi. Ok. Zombie Tsunami. Rồi, tốc độ tương đồng nhau cho chạy. Ok, thì mình sẽ bắt đầu lại. Lock app khả năng đa nhiệm nha. Rồi, đây là ứng dụng đồng hồ,
trong này không gì hết. Facebook cũng vậy luôn, Instagram cũng trong cái box. YouTube thì cái này là mất video này, cái này cũng trong video. Thì bây giờ kết quả lại là A phụ 3 trong phần YouTube thẳng này. Rồi Snapseed cả hai máy đều lock lại không còn hình nữa. Cái SEO cả hai máy lock lại luôn. Lightroom cái này lock lại một chút xíu. Bên A phụ 3 thì nhanh hơn. Rồi iMovie còn còn. Rồi bây giờ mình sẽ thử tốc độ xuất. Hồi nãy là A phụ 12 xuất nhanh hơn chút xíu nha. Mình sẽ thử lại tốc độ. Rồi mình sẽ save lưu video này. Rồi bên này bấm chậm không chứ không sao. Coi như là cắt một chút xíu đi, ta sẽ cắt. Rồi thì bên 13 cũng nhanh hơn. Mình sẽ lưu ý lại là cái phiên bản AOS của mình là cả hai đều là AOS 15 mới nhất là 15.0.2. Ok, bên bên 12 cũng được kịp thời nha các bạn, không có chênh lệch nhiều như lúc nãy. Cả hai đều nhanh. Super Surfer. Rồi, đã lock lại app nhưng mà mở app cũng như vậy thôi. Thì bộ đen đều lock lại luôn, đó. Ok, đây như vậy. Hungry Shark cũng còn hai máy. Chiro cũng còn hai máy, Zombie Tsunami lock lại. Rồi thì cái lần test thứ hai thì mình đã nhận ra rằng là iPhone 13 đã bớt thu hơn iPhone 12. Nó là kết quả tương đồng nhau. Chính vì vậy mình sẽ tiếp tục thêm một lần nữa các bạn. Để xem sau ba cái lần đó thì các bạn sẽ tới suy nghĩ cái kết luận kết quả cuối cùng để cho nó được minh bạch nhất cũng như được rõ ràng nhất. Mình sẽ thoát app nha. Mình sẽ làm lại một lần nữa, các bạn chịu khó để xem video này cùng mình, vui vẻ của mình làm lại một lần nữa. Rồi, ứng dụng Bumble này, đó. Facebook. Bây giờ Facebook thì mình sẽ vào một cách khác đi. Mình sẽ vào một cái tấm hình nào đó. Đây, này, cái miệng này. Để móc cho hoàng long này, mình sẽ vào cái box này để đây đó. Rồi, Instagram mình cũng sẽ tương tự vào một box nào đó khác. Đấy. Rồi, YouTube. Chào chạy video tiếp. Snapseed. Rồi, mình sẽ thử hình khác đi. Này đi. Rồi, đó. Mình sẽ để hiệu ứng nè. App hiệu ứng. Tool. Cho tự động luôn, cho tự động hết. Rồi just, rồi miếng SEO sẽ thử tấm hình này. Để mình ra kết quả thì chúng ta phải chịu khó chút xíu. Mình biết là video sketch này rất là dài nhưng mà cách thứ nhất là mình bằng auto hai cái đó. Lightroom này, iMovie này, iMovie mình thử một lần nữa nha. Mình quay lại video này bằng edit đi, rồi mình thử xuất hình lần nữa. Mình sẽ cộng thêm một cái bài nhạc gì đó trong đây, audio đi, rồi cái soundtrack gì đó đi. Đó. Tải audio về và chèn vào. Ok rồi, đó, mình để yên đó. Subway Surf nè, xem mình làm được nhanh hơn. Rồi tương đồng nhau, cho chạy. Thêm một lần hai. Rồi thêm một lần hai thì A phụ 3 vô trước chút xíu, đó, cho chạy. Hungry Shark. Rồi, ok. Rồi tiếp đến Achero. Chạy tương đồng nhau, cho chạy game. Zombie Tsunami. Rồi đây. Rồi mình sẽ bắt đầu cái đại nhiệm lần thứ ba. Rồi Facebook vẫn còn. Instagram vẫn còn, YouTube vẫn còn, Snapseed cả hai đều lock lại, mình thấy Snapseed là dễ lock lại nhất nè. VSCO cũng vậy, Lightroom bên này lock lại các bạn. Nhìn cái màn hình nó lock đi lại, tuy là nó sẽ mở bức hình cuối cùng nhưng mà nó lock lại. Bên iPhone 12 thu ở cái Lightroom. Rồi, iMovie. Bây giờ iMovie mình sẽ âm lên và cho save lại và mình sẽ thử lại tốc độ xuất. Nó như nhau nha, mình sẽ làm nhanh hơn. Ở đây mình thấy iPhone 12 rất là nhanh. Rồi, iPhone 12 xuất trước. Kết quả khá là tương đồng nhau, vẫn nhanh như nhau thôi, suýt so hai bên. Rồi Subway Sub lock lại. Ok, Thêm một run iPhone 13 còn nè. Như vậy là tỷ số bắt đầu là đang nghiêng vào iPhone 13 rồi, đang thắng hai bận rồi. Rồi Hungry Shark đều lock lại hết. Achero vẫn còn, Zombie Tsunami vẫn còn. Ok, tóm lại sau 3 cái lần chạy speed test lúc nãy thì mình suy ra được rằng là chiếc iPhone 12 có hiệu năng không cách biệt so với lại iPhone 13. Tuy rằng cái điểm Geekbench 5 trên A15 Bionic nó cách xa con A14 Bionic khá là nhiều. Đó, thì mình có thể suy được rằng là nếu bạn nào thật sự bận tâm về hiệu năng thì nếu đang xài iPhone 12 thì không cần phải nâng cấp lên iPhone 13. Các bạn nên nâng cấp lên iPhone 13 Pro để có những cái giá trị về màn hình cũng như camera nó có thể bù đắp lại. Còn hiệu năng bây giờ đã rất là nhanh rồi. Thì mình hy vọng rằng qua cái clip speed test này các bạn sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Đó, xin cảm ơn các bạn.